Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình tối nay thứ sáu ngày 11 tháng 2 năm 2022 có những tin chính sau đây. Kiểm tra hoạt động của trạm y tế lưu động và điều trị F0 tại nhà. Nông nghiệp Vĩnh Phúc với quyết tâm bứt phá. Người lao động trong các doanh nghiệp thi đua lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu xuân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, hoạt động của các trạm y tế lưu động và công tác điều trị F0 tại nhà, nơi lưu trú tại hai huyện Bình Xuyên và Tam Đảo. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn đã đến kiểm tra các trạm y tế lưu động của xã Thiện Kế, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên và trạm y tế lưu động thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo. Các trạm y tế lưu động đều đảm bảo về lực lượng cán bộ y tế để thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, mỗi thôn, tổ dân phố của ba địa phương đều thành lập các tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng với thành phần trưởng thôn dân cư, tổ trưởng dân phố, cán bộ y tế thôn, bản và các tình nguyện viên. Về tình hình điều trị F0 tại nhà, nơi lưu trú, theo báo cáo của các địa phương, đến thời điểm này, toàn huyện Bình Xuyên có 150 trường hợp F0 đang điều trị tại nhà, trong đó xã Thiện Kế 6 trường hợp, thị trấn Gia Khánh 6 trường hợp. Toàn huyện Tam Đảo có 62 trường hợp F0 điều trị tại nhà, trong đó thị trấn Hợp Châu có 5 trường hợp. Các trường hợp F0 điều trị tại nhà được Trung tâm Y tế huyện, các trạm y tế lưu động và tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng thường xuyên kiểm tra, theo dõi sức khỏe, cấp thuốc, tiếp tế các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày để yên tâm điều trị COVID tại nhà, nơi lưu trú, đảm bảo đúng các quy định, hướng dẫn đã ban hành. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh, việc chăm sóc và điều trị F0 tại nhà, nơi lưu trú là xu thế hiện nay trên thế giới cũng như tại Việt Nam nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, giảm tải cho các bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung, khu điều trị người mắc COVID-19, tạo điều kiện để người dân chung tay cùng phòng chống dịch bệnh. Do vậy, để thực hiện hiệu quả việc điều trị F0 tại nhà có vai trò rất quan trọng của các trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng. Bên cạnh đó, cần tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, các tổ phòng chống COVID cộng đồng, tổ liên gia tự quản của các địa phương trong phòng chống dịch bệnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị Trung tâm Y tế hai huyện tiếp tục rà soát, bổ sung lực lượng, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về chăm sóc điều trị F0 tại nhà cho các trạm y tế lưu động, bổ sung các trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế cho các trạm y tế cấp xã. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với Sở Y tế và các địa phương hướng dẫn việc phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải y tế đối với những trường hợp F0 điều trị tại nhà, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Đến kiểm tra gia đình có F0 đang điều trị tại nhà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh động viên gia đình yên tâm điều trị, chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch để sớm trở lại cuộc sống bình thường. Sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh động vật năm 2022. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương. Với việc triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, năm 2021, Việt Nam cơ bản kiểm soát tốt các loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản, tạo thuận lợi cho chăn nuôi phát triển. Tuy nhiên, một số dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản như dịch cúm gia cầm, dịch tả lợn châu Phi, bệnh lở mồm long móng, bệnh viêm da nổi cục vẫn diễn ra trên diện rộng. Để chủ động phòng chống dịch bệnh động vật trong năm 2022, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đề nghị các tỉnh, thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm đạt được mục tiêu kép vừa phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19, vừa bảo vệ phát triển sản xuất, khẩn trương bố trí nguồn lực cho công tác phòng chống dịch, đẩy mạnh xây dựng các cơ sở vùng an toàn dịch, hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện. Cùng với đó, tăng cường quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch, chấn chỉnh công tác thú y tại tuyến huyện, xã, triển khai hiệu quả kế hoạch quốc gia phòng chống một số dịch bệnh nguy cơ cao trên thủy sản giai đoạn 2021-2030.
Sáng nay, thành phố Phúc Yên tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022. Đảng bộ và nhân dân thành phố Phúc Yên xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của thành phố, không chỉ cho hôm nay mà cho cả các thế hệ mai sau. Công tác trồng, bảo vệ và chăm sóc rừng luôn được thành phố quan tâm chỉ đạo. Tại lễ phát động, thành phố Phúc Yên phấn đấu trồng 100.000 cây phân tán các loại, gồm cây bóng mát, cây lấy gỗ và cây ăn quả lâu năm trong năm 2022. Theo đó, mỗi xã, phường có đất sản xuất nông nghiệp trồng ít nhất 500 cây và các cơ quan, đơn vị trồng tối đa các diện tích, vị trí đã được quy hoạch để trồng cây. Trồng rừng tập trung đạt trên 100 hectare, bảo vệ hiệu quả trên 4.000 hectare rừng hiện có trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, thành phố tích cực hoàn thiện đề án quy hoạch hệ thống cây xanh và chỉnh trang đô thị với mục tiêu xây dựng thành phố Phúc Yên xanh, sạch đẹp. Sáng nay, huyện Lập Thạch phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần 2022. Tại lễ phát động, lãnh đạo huyện kêu gọi nhân dân, tổ chức, cơ quan, trường học, đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện tích cực trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng. Lựa chọn loại cây trồng phù hợp với điều kiện, tập quán canh tác, ưu tiên trồng cây bản địa lâu năm, cây gỗ lớn, trồng cây đa mục đích, tạo cảnh quan, môi trường gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Năm 2022, huyện Lập Thạch triển khai kế hoạch trồng 65.000 cây xanh, bao gồm các loại cây như sấu, xà cừ, lát hoa, sao, mỡ, xoan, thông, cây keo, cây bạch đàn, cây ăn quả và cây bóng mát ở khu dân cư, đô thị. Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện cùng cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, nhân dân và học sinh đã tham gia trồng cây tại khuôn viên Đỉnh Ba Làng, xã Bắc Bình và tại tuyến đường vào nhà văn hóa thôn Thành Công, xã Xuân Hòa. Trong không khí vui tươi, phấn khởi, mừng đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần năm 2022. Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây do Bác Hồ phát động và thực hiện đề án của Chính phủ trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 với phương châm trồng cây nào sống tốt cây đó, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Phúc xác định địa điểm và chọn loại cây phù hợp, chọn cây giống có chất lượng tốt, tranh thủ thời tiết thuận lợi ở từng đơn vị để tổ chức trồng cây đạt kết quả tốt. Ngay sau khi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức phát động, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đồng loạt tổ chức trồng cây tại các cơ quan, đơn vị của mình. Dự kiến năm 2022, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh sẽ trồng mới 3.500 cây ăn quả và cây bóng mát trong khuôn viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, khuôn viên các ban chỉ huy quân sự huyện, thành phố, khu căn cứ hậu cần và trong thao trường huấn luyện của lực lượng vũ trang tỉnh. Trước thực trạng các ca F0 trên địa bàn liên tục tăng trong những ngày qua, cùng với chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định 5K, huyện Bình Xuyên đã tăng cường giám sát cách ly F1 và rà soát đảm bảo các điều kiện điều trị F0 thể nhẹ tại nhà nhằm giảm tải cho các cơ sở điều trị COVID-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Bình Xuyên đã họp triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch. Nhiều giải pháp đã được đưa ra như phát huy hiệu quả hoạt động của các trạm y tế lưu động, rà soát các điều kiện đảm bảo điều trị F0 thể nhẹ tại nhà. Trước hết, huyện sẽ tiến hành thí điểm điều trị F0 tại nhà đối với 3 địa phương là thị trấn Hương Canh, thị trấn Thanh Lãng và xã Sơn Lôi. Chúng tôi đang triển khai là thí điểm điều trị F0 ở nhà. Thì trước mắt là chúng tôi sẽ làm ở 2 thị trấn vào 1 xã sau từ 3 đến 5 ngày. Và trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh thì chúng tôi sẽ triển khai đồng bộ và hiệu quả cho các xã thị trấn còn lại. Trên tinh thần là phải đảm bảo đủ tiêu chí và nằm trong quyết định của Sở Y tế, quyết định của Ủy ban nhân tỉnh và quyết định Bộ Y tế chọn những tiêu chí cần thiết để mà làm sao cho người công dân nhiễm F0 cách ly tại nhà được đảm bảo sức khỏe. Các xã thị trấn trên địa bàn huyện Bình Xuyên cũng đang tăng cường xét nghiệm sàng lọc để nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Tại xã Thiện Kế, địa phương có tới 8.000 công nhân thuê trọ. Việc xét nghiệm sàng lọc, tăng cường phòng dịch tại các khu nhà trọ, giám sát chặt các trường hợp F1 đang cách ly tại nhà, được xã triển khai quyết liệt nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số ca F0 trên địa bàn. Chúng tôi là ra nghị quyết là chỉ đạo là tổ COVID cộng đồng là giúp đỡ những người là F1 là mua bán lương thực và thực phẩm, nước uống, nhu cầu cần thiết cho đối tượng F1.
để cho tránh là F1 ra ngoài để tránh lây nhiễm ra cộng đồng. Về giám sát thì chúng tôi giao trực tiếp cho tổ COVID cộng đồng là giám sát và tổ trưởng tổ liên gia để báo cáo chỉ như vậy. Đây là giám sát toàn bộ các F1 trên địa phương. Gia đình thì cũng có cam kết hết. Trước khi công nhân mà xuống đến đây là gia đình bắt đi test COVID hết và về lộp giấy tờ xong thì được vào. Trước khi vào thì trước khi đến lúc mà xuống ở trọ là phải đủ điều kiện như thế thì mới được vào. Tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác thực hiện quy định 5K, tăng cường xét nghiệm sàng lọc tại các địa bàn có nguy cơ, đảm bảo các điều kiện điều trị F0 thể nhẹ tại nhà, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi 3 cho nhân dân là giải pháp được huyện Bình Xuyên tiếp tục triển khai nhằm tạo miễn dịch cộng đồng, ngăn chặn dịch lây lan trên diện rộng và giảm các ca diễn biến nặng. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Vĩnh Phúc ghi nhận 856 ca mắc SARS-CoV-2, trong đó có 479 ca trong cộng đồng. Từ dịp trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đến nay, số ca mắc COVID-19 tăng nhanh trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân chính là do việc đi lại tiếp xúc của người dân tăng cao, tâm lý của người dân đã tiêm đủ liều vaccine thì lơ là chủ quan, không tuân thủ nghiêm các quy định và biện pháp phòng chống dịch. Để giữ thành quả phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh trong thời gian qua, không để dịch COVID-19 vượt tầm kiểm soát, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động theo dõi, bám sát tình hình, chuẩn bị các kịch bản, giải pháp để ứng phó hiệu quả với diễn biến dịch bệnh, quyết liệt, nhất quán thực hiện đa mục tiêu trong phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển các lĩnh vực kinh tế xã hội. Quan điểm trong chuyển trạng thái phòng chống dịch COVID-19 là thích ứng linh hoạt, hiệu quả, an toàn nhưng phải đồng bộ trong đề ra các quy định và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong mọi hoạt động ở tất cả các lĩnh vực, phạm vi ở các cấp, các ngành, cơ quan, doanh nghiệp. Thống nhất triển khai thực hiện việc song song điều trị F0 tại các cơ sở điều trị và điều trị F0 tại nhà, nơi lưu trú ở tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích điều trị tại nhà với các trường hợp đủ điều kiện theo hướng dẫn của ngành y tế. Tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thần tốc chiến dịch tiêm vaccine mùa xuân năm 2022, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả và đạt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Những năm qua, Vĩnh Phúc tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, trong đó ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật được coi là giải pháp then chốt, tạo đột phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động. Nhiều giống vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao được đưa vào sản xuất, diện tích trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao được mở rộng. Cùng với việc được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, bà Quản Thị Hồng, xã Đạo Chủ, huyện Tam Đảo đã chủ động ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chăn nuôi lợn, từ việc nuôi các giống lợn nái ngoại đến sử dụng tinh lợn nhập ngoại có chất lượng cao. Đến nay, trang trại chăn nuôi lợn của gia đình bà đã có hơn 150 con lợn thịt, 15 con lợn nái, trừ chi phí cho gia đình bà thu lãi hơn 700 triệu đồng một năm. Mô hình phát triển chăn nuôi của gia đình bà đã khơi dậy khát vọng làm giàu cho nhiều người dân xã Đạo Chủ, huyện Tam Đảo. Trong năm qua thì cái việc phát triển kinh tế đối với gia đình thì cũng tăng thêm một cái nguồn thu nhập để mà gia đình có thêm một chút thu nhập để nuôi các con ăn học. Đấy là cái việc phát triển kinh tế thì chúng tôi thấy rằng là cần phải tuyên truyền để nhân dân, mọi người đều tham gia cái việc mà phát triển kinh tế, các cái mô hình trang trại và gắn với cái mô hình trồng cây ăn quả đối với địa phương. Xác định lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân luôn được tỉnh quan tâm đặc biệt bằng những chính sách cụ thể và mọi chính sách đều hướng về người dân, tập trung cải thiện và nâng cao đời sống người dân. Trên cơ sở đó, quan điểm của tỉnh tập trung thực hiện tốt chính sách tam nông, xây dựng nông thôn mới, thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm để nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng và vật nuôi trên một đơn vị diện tích, tạo ra những vùng sản xuất hàng hóa. Nông nghiệp của Vĩnh Phúc đang phát triển theo cái hướng như vậy, là không phải như vậy là mải miết chạy theo cái sản lượng nữa, mà đã chuyển đổi cũng tương đối mạnh mẽ sang một cái nền nông nghiệp như vậy là có chất lượng. Đấy, ví dụ như là hiện nay ở trên cái địa bàn tỉnh đã xuất hiện rất là nhiều cái mô hình sản xuất an toàn, kể cả trong trồng trọt và chăn nuôi. Đấy, thậm chí cả cái nông nghiệp hữu cơ và tới đây là cái nông nghiệp tuần hoàn đã từng bước như vậy là thai nghén ở Vĩnh Phúc. Có cái chiến lược trong cái phát triển nông nghiệp của Vĩnh Phúc trong cái thời gian tới là nông nghiệp, nông dân, nông thôn,
nhưng gắn với công nghệ, gắn với năng suất, gắn với các cái điều kiện khoa học kỹ thuật. Cho nên là trong thời gian tới, chúng tôi rất mong muốn bà con nông dân chúng ta vẫn phát huy cái truyền thống của mình trong cái việc mà canh nông, nhưng gắn với cái việc mà ứng dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ, ứng dụng máy móc vào để làm sao đó cải thiện được cái điều kiện làm việc, nâng cao được năng suất lao động và đưa nông nghiệp Vĩnh Phúc trong tương lai sẽ trở thành một trong những cái ngành kinh tế chủ đạo của chúng ta. Để phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại và khuyến khích người nông dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, Vĩnh Phúc tập trung chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đảm bảo sản xuất hiệu quả và bền vững, xây dựng nhiều cơ chế, chính sách thông thoáng nhằm thu hút các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Đây được coi là hướng đi đúng khi mà diện tích đất cho sản xuất nông nghiệp đang ngày càng bị thu hẹp, trong khi nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng lớn. Thưa quý vị và các bạn, hào hứng, phấn khởi, vui tươi và lạc quan vào một năm mới với nhiều thành công là tâm lý chung của người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong những ngày đầu xuân Nhâm Dần 2022. Trở lại làm việc sau một kỳ nghỉ Tết khá dài, chị Vương Thị Liên cũng như toàn thể cán bộ, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Vito VP đều cảm thấy hào hứng, phấn khởi. Hơn 7 năm gắn bó với công ty, chị Liên chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ từ bỏ công việc này, bởi trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù khó khăn hay thuận lợi, doanh nghiệp luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống người lao động. Đây cũng chính là yếu tố quyết định để toàn thể người lao động trong công ty hăng hái thi đua sản xuất ngay từ đầu năm và quyết tâm hoàn thành mục tiêu kinh doanh trong năm mới. Em cũng mong muốn là công ty trong những năm tới, do ảnh hưởng của dịch Covid thì ban lãnh đạo sẽ có những chính sách cũng như là có những cái định hướng lâu dài để vượt qua những khó khăn và góp phần tạo công ăn việc làm ổn định cho cán bộ công nhân viên ạ. Doanh thu năm 2021 tăng trưởng 30% so với cùng kỳ, cùng với đó là kế hoạch mở rộng nhà xưởng sản xuất quy mô lớn hơn 3 lần hiện tại và mục tiêu doanh thu năm 2022 đạt 500 triệu đô la Mỹ. Những tín hiệu lạc quan trên chính là động lực rất lớn để toàn thể người lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn Acadian Technology Việt Nam, khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc tin tưởng vào một năm thành công rực rỡ. Tôi mong muốn là năm 2022 thì công ty sẽ có nhiều đơn hàng hơn và để có nhiều chúng tôi có thể làm thêm nhiều hơn và chúng tôi có thể là kiếm được nhiều thu nhập hơn và rất là vui mừng về điều đó và tôi tin tưởng là với sự lãnh đạo rất là tài tình của quý lãnh đạo của công ty thì công ty chắc chắn sẽ là rất là phát triển và càng ngày càng phát triển hơn. Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh, trong năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, song các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt các chính sách quan tâm, chăm lo người lao động, đặc biệt là các khoản lương, thưởng và các chế độ đối với người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Đây cũng chính là yếu tố quan trọng để người lao động gắn bó với doanh nghiệp. Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh, tính đến nay có 98% doanh nghiệp có công đoàn cơ sở đã trở lại làm việc, với 96% đoàn viên công đoàn trở lại lao động sản xuất với khí thế hào hứng, phấn khởi. Thực hiện cái chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh thì 100% các doanh nghiệp đều test nhanh COVID để đảm bảo cái điều kiện an toàn nhất cho công nhân lao động. Công nhân lao động thì trong những ngày đầu ra quân, lao động sản xuất rất là phấn khởi, yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, tích cực lao động sản xuất cùng doanh nghiệp quyết tâm để thực hiện hoàn thành cái kế hoạch năm với một mong muốn một năm mới nhiều thành công. Với khí thế lao động sản xuất hăng say, người lao động trong các doanh nghiệp đang tin tưởng và kỳ vọng vào một năm mới với nhiều thành công mới. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm triển khai dồn thửa đổi ruộng, đã không còn những thửa ruộng manh mún, những cánh đồng ngập nước. Những thửa ruộng bị bỏ hoang trước đây nay được thay bằng màu xanh của lúa và trở thành vùng sản xuất chuyên canh các cây trồng có giá trị cao. Đó là thành công về công tác dồn thửa đổi ruộng tại xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch. Việc dồn ruộng không chỉ giúp người dân Đồng Ích có thửa ruộng lớn mà còn là tiền đề để người dân đưa vào trồng những cây trồng có giá trị cao thành vùng sản xuất lớn và thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp của người dân. Cánh đồng thôn Đại Lữ này ngay sau khi dồn thửa đổi ruộng, săn gạt mặt bằng,
đã có đơn vị liên kết trực tiếp với nông dân để trồng cây gai xanh thành vùng sản xuất tập trung. Người dân vừa có thể canh tác trên đồng ruộng của mình, vừa được hỗ trợ về kỹ thuật sản xuất và có thu nhập ổn định lâu dài. Mọi ngày chúng tôi chưa dồn điền đổi thửa thì chúng tôi 3-4 thửa ruộng cũng xách cái tải đi khắp linh tinh để mà máy móc gặt cho rất là vất vả. Đến bây giờ tôi cảm thấy sung sướng lắm. Chúng tôi được dồn một chỗ tôi rất phấn khởi và tôi có thời gian để mà giải phóng sức lao động. Chúng tôi đã dồn điền đổi thửa, ruộng nó thành ruộng to rồi. Vì chúng tôi đã liên kết với hợp tác xã để trồng cây gai xanh. Đã ký hợp đồng chúng tôi là 10 năm liền với giá đầu ra ổn định. Và chúng tôi nhận thấy rằng cái cây gai xanh này nó ổn định và năng suất hơn cây lúa. Và chúng tôi đã trồng cây gai xanh để cung cấp cho nhà máy. Từ năm 2020 đến nay, xã Đồng Ích đã triển khai dồn được 300 hectare ruộng tại 3 thôn Tân Lập, Đại Lữ và Hoàng Trung. Trong quá trình dồn thừa đổi ruộng, xã Đồng Ích đã làm mới gần 30 km đường giao thông nội đồng, khoảng 20 km mương tại các khu ruộng đã dồn đổi, đảm bảo tất cả các thừa ruộng đều có đường chạy qua. Hoàn thành dồn thừa đổi ruộng đã tạo thuận lợi cho việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, giảm công lao động và chi phí phát sinh, đồng thời khắc phục được tình trạng ngập úng ở một số vùng trồng lúa. Hiện nay, xã đã liên kết với nhiều đơn vị, doanh nghiệp nông nghiệp đưa vào trồng những giống lúa đặc sản nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Sau khi dồn thửa đổi ruộng, năm nay vụ chiêm xuân năm 2022 là chỉ đạo của Đảng ủy Ủy ban là sẽ tổ chức trồng cái giống lúa thử nghiệm là một là cái VH8 và cái thứ hai là cái giống lúa thảo dược hơn 4 ha. Thế cái thứ hai nữa là cái việc chuyển đổi cái cây trồng vật nuôi thì chuyển đổi trồng cây công nghiệp là cái cây gai xanh. Để tạo thành những cánh đồng mẫu lớn, xã Đồng Ích hiện đang tiếp tục triển khai thực hiện dồn thừa đổi ruộng ở 4 thôn còn lại. Khi hoàn thành dồn thừa đổi ruộng sẽ là điều kiện để người dân trong xã đưa cơ giới hóa vào sản xuất, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đem lại giá trị kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp cho người dân địa phương. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.